Hello cả nhà, bữa nay thì mình tập mình deep friend nha cả nhà à, Các bạn biết là khi mà mình deep friend đó là mình phải sơn cái bay cho nó thiệt là mỏng manh Mình không có sơn dày mà phải sơn cho nó đầy đủ tất cả các khóe hai bên Các bạn theo Phong đi rất là từ từ hai bên cái khóe để make sure là hai bên khóe nó có đầy đủ cái bay Khi mà mình nhúng vào thì mình phải nhúng cho nó dứt khoát Chứ mình không có cài giật cài giật cài giật là cái đường fan của mình nó ra nó sẽ không có sắc xảo và khi mình nhúng xong thì mình phải nhúng vô cái pin ha và nhớ các bạn nhớ là khi mà mình nhúng cái fan xong mình phải búng cái 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 fan ra trước rồi mình mới nhúng vô cái pin chung thôi nó bị lem ok thì bây giờ mình sẽ đi cái lớp thứ hai thì cũng y chang như vậy luôn thì nếu như mà mình đi cái lớp thứ nhất nó đẹp rồi á thì cái lớp thứ hai này á mình không có à mình không có khó khăn trong cái chuyện mà apply cái base nữa ha và các bạn ha nhúng vô nhúng vô là nhúng một cái bật luôn chứ mình không có cài giật cài giật nha đó rồi bắt đầu mình búng cái trắng ra mình nhúng vô cái pin đó rồi mình lấy cái ở đây nó ngay đầu móng nó bị dính chút xíu không sao lấy ngay đây là nó bị dính chút xíu thì mình lấy cái tay mình giật 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 ra nhiều khi cái fan của mình á nó dính cái hột 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 quá đó. đó thì mình gỡ ra không sao hết rồi mình lấy cái đồ mình phủi nó đi rồi bắt đầu mình sơn lại một lần nữa ha sơn toàn bộ cái móng rồi bắt đầu mình nhúng vô cái um, cái bột clear nha các bạn cái bột clear phủ nha các bạn à, ở đây thì phong tránh cái trường hợp mà cái cái phần pin của mình nó bị bọt á thì phong sẽ làm từng ngón từng ngón tại vì nếu như mà các bạn làm năm ngón á một lúc á là lá hồi cái pin của các bạn á, nó nó bọt 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 á bọt, nó, nó chấm 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 á nó, nó ghê lắm khách thường á bị vậy là khách nó bắt mình háo ra á, phê lắm á các bạn đó, tai họa đến với gia đình chúng tôi liền á ha thì mình sẽ là điếp từng ngón từng ngón nha và các bạn lưu ý mình mình đừng có dốc cái ngón tay quá ha mình đừng có dốc nhiều quá mình để nó hơi ngang ngang ra chút xíu để mình dúng vô để cho nó ra cái cái đường smile line cho nó đẹp nha các bạn rồi bắt đầu mình phủi đi mình làm tới đâu á mình phủi đi liền nha chứ không thôi mình không phủi á những cái hạt bột mà nó còn sống á nó làm cho cái 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 móng của mình nó bị bọt nha Ok mình sơn cho nó thiệt là đẹp cho nó thiệt là đầy đủ nha các bạn rồi bắt đầu nè các bạn kê vô nè kê đừng có dốc cái tay quá nhúng vô cái bắt cái là lấy ra luôn ha rất là dứt khoát ha nhúng làm deep fan á là phải nhớ cái câu nha tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát Đúc vô là đút một cái bắt luôn chứ không có cây giật cây giật cây giật, giật nha là cái đường fan của mình nó ra nó rất là xấu nó không có sắc sảo nha các bạn đó rồi deep hai lớp xong rồi mình cũng sơn đầy đủ hết tất cả mọi thứ ha rồi mình lại nhúng vô cái bột clear để mình siêu lại à lý do tại sao phong không đi bay cho cái móng này tại vì cái móng này nó nhỏ à, nó ngắn các bạn nó không có dài cái thứ nhất là nó không có dài cái thứ hai nữa là khi mà bắt cái tay này vô làm á cái người khách này mà khách họ, họ không có muốn làm dài á họ nói luôn là đừng có làm dài cho cho tôi nha cô không thích dài đâu thì mình làm luôn là hai lớp fan đấy một cái lớp clear có nghĩa là ba lớp là ok nha các bạn, các bạn để ý là cái ngón cái thường á, đít fan nó khó hơn nha, tại nó cái nó bị không có thuận cái tay á, nó cứng cái tay á, mà nó lại bự nữa thì mình đít cái cái ngón cái á, thì mình phải cố gắng mình đít cho nó nó thiệt là đẹp, mình đút vô á, mình phải lựa cái thế cho nó dễ, mình đút vô một cho nó nó ngọt nha. chứ thường cái ngón cái mình đút vô mình đút nửa chân á, nó bị khực 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 lại á, cái tay nó cứng quá đó là nó hư cái fan của mình luôn đó đó là lý do tại sao mà cái ngón cái của mình á nhúng vô nó hơi nó hơi khó hơn những cái ngón khác chút xíu cái ngón cái nằm bên hông á mình nhúng vô nó hay bị dướng díu á đó nó lại vậy ha thì mình phải lựa cái thế để mình sọt vô một cái cho nó ngọt luôn nha các bạn Nè nhúng vô nè nhúng vô rất là ngọt ngào hay không các bạn mà ngọt ngào cách mấy thì cũng tan thành mây thôi ok rồi bắt đầu mình nhúng vô cái bột pin nha. mà trước khi nhúng vô bột pin là phải búng cái 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 bột friend trắng ra nha, chung thôi nó bị lẹt các bạn ha, phong phủi liền, phủi liền các bạn, chung thôi nó bị bọt, rồi bắt đầu mình làm thêm lớp, có nghĩa là cái lớp bê này á nó sẽ làm cho cái, cái 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 lớp bột ở dưới nó chín luôn các bạn, nó không có bị bọt hoặc là nó nó cũng bọt chút xíu các bạn, nhưng mà nó ít thôi, ha. ít thôi thì đâm ra khách hàng của mình nó 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 không có chố của mình các bạn, chứ mà bọt nhiều quá khách nó chố của mình liền á, nó bắt mình tháo ra nó phê lắm các bạn ơi ha đừng có để cái chuyện đó nó xảy ra ha thì khi mình mình làm xong cái bước này rồi thì mình xài cái cái super bay của chi sổ mình không bừng cần bỏ số 3 nữa mình 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 mài dũa luôn các bạn và nhớ nha các bạn cái cái bột điếp nó mềm lắm nó mềm lắm chứ nó không có cứng như là bột acrylic thì mình vừa dũa cho nó vừa vừa tay chứ không phải mình dũa cho nó cố sát vô rồi nó mất hết bột nó lồi lõm cái móng của mình nó ghê lắm và cái đầu dũa này phong đang xài là cái đầu dũa đa mình clean cái thế hệ thứ ba à, nó thay thế cho cái dũa nhám và cũng là cái đầu dũa điếp của mình luôn thì cái đầu dũa này nó chuyên dành cho điếp nên nó hạn chế được cái tình trạng chảy máu tay khách nó không có cắt tay khách chảy máu và nó không có bị mất bột khi mà mình dũa ha rồi khi mình dũa máy xong thì mình qua mình dũa xếp thì mình đi từ hai bên cái say vô rồi mình dũa cái đầu móng rồi mình bo cua nó thiệt tình á với các bạn chứ cái xếp này nó không có đẹp các bạn ơi Cái xếp square round ấy, Nhìn nó không có đẹp chút xíu nào luôn Nhưng mà khách Mỹ già ấy, Họ họ muốn cái xếp này thì mình phải dũa theo cái xếp này thôi à, Khách hàng là cái người trả tiền cho mình mà à, Thì họ muốn cái xếp square round Thì thường cái xếp square round dũa ra nó không có đẹp các bạn à, Nó thẳng nó không thẳng Mà nó cong nó cũng cong luôn Nó nửa thẳng nửa cong nó, Cái xếp nó ba phải ấy. Nhìn nó không đẹp lắm nhưng mà thôi kệ ha Cứ làm mà khách ấy, chịu trả tiền là ok rồi Ok thì sau khi mình mài dũa buffer xong á thì mình bỏ số 3 lên tại vì khách nào họ muốn là bỏ thóc dip chứ không muốn bỏ thóc treo. Đó thì mình bỏ số 3 lên hết tất cả mọi thứ ha, bỏ lên 10 ngón. Mình lấy cái trước khi mình mình mình, mình bỏ cái số 4 lên á, một là mình cho khách đi rửa tay, không có dặn khách là không có bỏ không có rửa tay bằng xà bông nha. Rửa bằng nước thôi rồi khách quay lại mình lấy tờ giấy mình chùi. Hai là mình lấy cái tờ giấy mình chùi luôn, mình khỏi cho khách đi rửa tay. Rồi bắt đầu mình sơn thóp. À, sơn thóp này các bạn phải làm đúng cái tiêu chuẩn của khi mà sơn thóp có nghĩa là khi mà sơn các bạn phải sơn nhanh không có được sơn chậm nha sơn chậm là nó cứng cọ thứ hai á các bạn không có được đè cọ đè cọ nó sẽ bị cứng cọ luôn cái thứ ba á là sơn mỏng sơn dày quá nông khô các bạn nông khô đâm ra mình sơn xong lát hồi mình bồi thêm lớp mà thóp đi mình sơn hai lớp mà mình bồi thêm lớp nông khô luôn đâm ra cái móng của mình á đợi rất là lâu nó cũng khô À, các bạn thấy không? Mình mình sơn mỏng á, mình sơn lớp 10 ngón cái mình quay lại cái bên đây là nó khô rồi. Mình sơn thêm lớp nữa là nó bóng như trái bóng luôn các bạn. Đó ha, nó không có bị cái tình trạng là sơn thóp nó không bị khô, nó nó không có khô đó là do mình sơn dày quá. Và cái cuối cùng á các bạn sơn á là sơn một lần là quá luôn nha. Chứ không được đồ lại nha. Bốn cái các bạn cần phải lưu ý là thứ nhất là sơn mỏng, thứ hai là sơn nhanh, thứ ba là không được đè cọ và thứ tư là không có đồ lại nha các bạn bốn cái 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 điểm mà mình cần phải lưu ý khi mình là mình sơn top tiếp thì đợi cỡ khoảng một phút 2 phút là nó khô rồi nó khô rồi bắt đầu mình lấy cái cái oil pen là mình mình bỏ lên kia cổ cho nó mấy cái da chết nó lặn đi rồi bắt đầu xong xuôi hết rồi mình lấy tiền khách thì bộ này á lấy cũng cũng được giá lắm các bạn lấy cũng 50 chục đồng đó các bạn mà làm lẻ lắm cỡ chừng à, 25 phút là là xong rồi nửa tiếng xong rồi ha các bạn